Xin Xin mời. kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, em xin phép trao đổi cái nội dung liên quan đến ngưng thở khi ngủ và các bệnh lý tim mạch. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này và cái nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ là như thế nào? Các cái biến chứng nếu không được điều trị và kể cả các cái biến chứng nếu như có điều trị thì sao? Chúng ta sẽ đến các cái dấu hiệu triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ như đây là một cái trường hợp một anh thanh niên rất là trẻ tuổi nhưng mà nặng là chỉ có hơn một tạ, nằm ở khoa hô hấp. Thì cái ca này thì cái loa có lên được không nhỉ? Cái loa. Dạ. À vâng. Đây là lúc này là đã không có không khí vào bên trong đường thở của bệnh nhân rồi, đúng không? Tức là hoàn toàn là không có thông khí vào. Thế còn trường hợp thứ hai thì đây là cái cháu cháu bé. À, cái thở rất là tội. Rất là tội khi mà cái giấc ngủ của cháu vật vã hàng đêm, đêm nào cũng vậy. Tức là thở rất là gắng sức và không có không khí. Ngừng thở đấy. Khi mà không có cái tiếng ngáy nữa thì chứng tỏ đấy là cái bệnh nhân đã ngưng thở, không có cái oxy vào bên trong đường thở của bệnh nhân nữa, và đấy là một trong dấu hiệu mà người thân trong gia đình có thể phát hiện được. Em xin chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Vậy thì cái ngưng thở khi ngủ nó có liên quan đến bệnh lý tim mạch như thế nào? Người ta cho rằng là các cái rối loạn chức năng nội mạc của mạch máu nó xuất hiện rất là sớm và nhanh, và đây là cái vấn đề trung tâm trong các cái nguy cơ tim mạch do ngưng thở khi ngủ. Vẫn còn những cái chưa được quan tâm một cách đúng mức. Em đã báo cáo tại hội tim mạch một hai lần, thầy sĩ cũng đã từng báo cáo tại hội nghị tim mạch. Tuy nhiên thực ra thì chúng ta chưa được quan tâm một cách đúng mức. Tỷ lệ mắc khá là cao trong các quần thể các bệnh lý về tim mạch, và tiên lượng được cải thiện phần lớn trong tất cả các trường hợp nếu như chúng ta được phát hiện và điều trị đúng. Khi mà các cái chúng ta kiểm soát được cái hô hấp cũng như là nó ảnh hưởng đến cái nội mạc mạch máu, vữa xơ mạch, huyết khối thì chúng ta sẽ cải thiện được tiên lượng ở bệnh nhân tim mạch cũng như là ngưng thở khi ngủ mắc đồng thời với nhau. Rối loạn giấc ngủ ở bệnh lý tim mạch chúng ta thấy rằng là nó sẽ dẫn đến các cái biểu hiện khác nhau, nhưng chúng ta thấy là giai đoạn cuối chúng ta sẽ thấy là các cái hiện tượng bệnh nhân bị đột quỵ não, bệnh lý mạch vành, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim, suy tim cũng như là cái gọi là đột tử do các nguyên về tim mạch. Tại người ta đã có công bố cái trường hợp mà bệnh nhân đột tử trong quá trình khi người ta đang đo cái đa khí, để công bố trên tạp chí Chest năm 2004. Thì trong quá trình đó thì người ta thấy rằng là cái oxy của bệnh nhân xuống rất là thấp, thế và xuất hiện cái rối loạn nhịp tim, và sau đó thì là ngừng tim, rung thất và ngừng tim. Nhưng mà gì ạ, khi mà đã được phát hiện chúng ta điều trị bằng CPAP thở áp lực dương đấy thì hầu như cải thiện được các thông số về hô hấp và tim mạch cho bệnh nhân, cũng như là cải thiện các cái thông số về huyết áp, thì đấy là cái về cái hiệu quả điều trị. Vậy tại sao những trường hợp bệnh nhân tim mạch lại có các cái nguy cơ, bệnh nhân ngưng thở khi ngủ lại có các nguy cơ về tim mạch như vậy? Chúng ta thấy cái cơ chế thì khá là phức tạp, nhưng tựu chung lại thì chúng ta thấy là các cái hiện tượng mà cái chất lượng giấc ngủ nó suy giảm, các cái giấc ngủ nó bị phân mảnh, cũng như là cái thay đổi về các cái thần kinh giao cảm, phó giao cảm, giảm oxy máu và tăng CO2 máu, cũng như là cái rối loạn về chức năng của nội mô và cái thay đổi cái áp lực của đường thở. Ví dụ như khi mà người ta đã bị tắc đoạn trên ấy, thì cái gắng sức hô hấp nó sẽ làm thay đổi cái áp lực dương và áp lực âm ở trong khoang lồng ngực, và nó ảnh hưởng đến các cái áp lực đổ đầy thất cũng như là cái phân suất tống máu của bệnh nhân suy tim. Người ta cũng thấy rằng là bệnh nhân tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch thì nó tăng lên cùng đồng thời với mức độ nặng của ngưng thở khi ngủ. Tức là mức độ nặng của ngưng thở khi ngủ càng nặng thì cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lý về tim mạch là càng cao. Thế và tùy theo nghiên cứu, nhưng người ta thấy là đối với cái quần thể là tăng huyết áp thì cái tỷ lệ ngưng thở khi ngủ nó có thể từ 30 thậm chí đến 83% tùy theo nghiên cứu. Bệnh lý về mạch vành từ 38 đến 65%. Đột quỵ não thì chúng ta thấy là từ 57 đến 75%. Chúng em đã phối hợp với bên thần kinh thì có những ca là vào khoa thần kinh là vì cái đột quỵ não, nhưng sau đó thì cái nguyên nhân sâu xa để xảy ra cái tình trạng đó là cái tình trạng mà ngưng thở khi ngủ. Bệnh nhân suy tim dao động từ khoảng 12 đến 55%. Đối với bệnh nhân suy tim thì cái vấn đề nó phức tạp hơn rất là nhiều, và cái phần cuối thì em sẽ thảo luận thêm một chút.
về cái rối loạn nhịp tim từ 20 cho đến 50%. Và đối với bệnh nhân suy tim thì nó sẽ có cái hiện tượng là ngoài cái ngưng thở tắc nghẽn thì thường gặp, đó là cái ngưng thở trung ương hoặc là cái rối loạn thở kiểu Sennett-Stock, thì cái điều trị nó khó khăn, phức tạp hơn rất là nhiều. Người ta cũng thấy rằng là cái ngưng thở khi ngủ nó là một trong yếu tố nguy cơ mà gây ra các cái biến cố về tim mạch. Nếu chỉ tính riêng cho đột quỵ não và nhồi máu cơ tim thì cái ngưng thở khi ngủ là cái nguyên nhân đứng hàng thứ ba, tức là chỉ sau hút thuốc lá gấp khoảng 10 lần, đái đường khoảng 4,2 lần, và cái ngưng thở khi ngủ nó chiếm đến nó gấp đến 3,1 lần. Và cái huyết áp mà gì ạ, nếu như bệnh nhân ngưng thở khi ngủ càng nặng thì cái tần suất mà có cái tăng huyết áp nó sẽ cao lên. Đặc biệt trong cái nhóm này đó là tăng huyết áp kháng trị. Tăng huyết áp kháng trị được định nghĩa là khi chúng ta phải dùng ba, ít nhất là ba thuốc huyết áp mới có thể kiểm soát được. Thì những cái nhóm bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị thì người ta thấy là đại đa số chiếm đến trên 80% các trường hợp là có kèm theo cái ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn kèm theo. Thế còn bên cạnh cái việc mà tăng huyết áp như vậy thì nó sẽ kèm thêm các cái biến chứng khác, ở trong đó có đột quỵ não. Đột quỵ não thì những trường hợp mà bệnh nhân có chỉ số ngưng thở giảm thở là trên 20 ấy, thì cái nguy cơ đột quỵ não cao gấp 4,33 lần so với cái nhóm mà không có ngưng thở khi ngủ. Và người ta cũng thấy rằng là gì, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ không chỉ là yếu tố nguy cơ gây đột quỵ não mà nó còn là cái yếu tố làm nặng thêm cái tổn thương não. Tức là một người đột quỵ não mà có kèm theo ngưng thở khi ngủ thì cái mức độ của đột quỵ não nó sẽ nặng lên, nặng hơn nhiều, và cái mức độ cái diện tổn thương nó sẽ lớn hơn, và tăng cái thời gian điều trị cũng như là nguy cơ tử vong sau 6 tháng ở bệnh nhân đột quỵ là cao hơn so với nhóm mà không có ngưng thở khi ngủ. Với các cái trường hợp mà bệnh nhân mắc bệnh lý về tim mạch ấy, thì cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một trong nguyên nhân mà chúng ta thấy là làm tăng cái tỷ lệ tử vong, gọi là đột tử về ban đêm, tức là buổi tối vẫn ăn cơm đi ngủ bình thường nhưng sáng ra là gì ạ, là không thấy dậy nữa và đôi khi là lạnh rồi. Và cái thời gian chúng ta thấy là từ nửa đêm cho đến khoảng 6 giờ sáng ở cái nhóm mà có ngưng thở tắc nghẽn thì chúng ta thấy là gì ạ, cái tỷ lệ mà đột tử là sẽ cao hơn. Tương tự như vậy đối với bệnh mạch vành thì chúng ta cũng thấy rằng là đặc biệt những trường hợp mà bệnh mạch vành mà lúc mức độ nặng, chúng ta thấy là cái đường biểu diễn màu đỏ thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà đột tử và các cái biến cố về tim mạch gây tử vong cũng như là không gây tử vong thì các cái tỷ lệ biến cố về tim mạch nó sẽ cao hơn so với nhóm mà không có ngưng thở khi ngủ, đặc biệt là gì ạ, ngưng thở khi ngủ mức độ nặng. Nhưng nếu như cái nhóm này mà được điều trị bằng CPAP ấy, thì chúng ta thấy cái đường biểu diễn màu xanh thì gần như nó trùng lắp với cái nhóm mà gì ạ, nhóm chứng hoặc là gì ạ, nhóm mà chỉ có ngáy đơn thuần hoặc là cái ngưng thở tắc nghẽn thì mức độ rất là nhẹ nhẹ thôi. Thì đây là cái cơ sở mà trong cái trường hợp mà các cái bệnh lý mạch vành mà người ta có ngưng thở khi ngủ kèm theo thì cái việc mà điều trị bằng CPAP nó sẽ giúp cải thiện các cái biến cố về tim mạch cho bệnh nhân. Với các trường hợp mà ngay kể cả mà sau khi mà bệnh nhân nong vành xong rồi thì chúng ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân mà vẫn có ngưng thở khi ngủ, tắc nghẽn khi ngủ thì các cái nguy cơ về biến cố, các cái khác biệt lâm sàng tối thiểu vân vân thì chúng ta thấy là nếu như có cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì kể cả sau khi tắc mạch vành và nong mạch vành xong rồi thì các cái biến cố nó vẫn có xuất hiện cao hơn. Nhưng khi mà chúng ta điều trị bằng cái CPAP ấy thì nó sẽ cải thiện được các cái biến cố này. Các cái rối loạn nhịp tim thì cũng tương tự như vậy, bệnh nhân có thể có cơn ngừng xoang, rối loạn nhịp chậm hoặc là rung nhĩ mặc gặp khá phổ biến. Chúng ta thấy trong nghiên cứu này chúng ta thấy cái chỉ xuất chênh nó khoảng độ 4,5 lần. Quay trở lại với suy tim thì các thầy cũng biết rằng là đối suy tim và ngưng thở khi ngủ thì nó có cái cơ chế cũng khá là phức tạp vì nó liên quan đến cả cái ngưng thở tắc nghẽn và ngưng thở trung ương. Vì sao như vậy? Chúng ta thấy là gì ạ? Do cái hiện tượng là ứ dịch ở ngoại biên. Sau đó thì khi mà buổi tối ngủ đấy thì nó có sự dịch chuyển cái dịch từ ngoại biên về phía gì ạ, về tuần hoàn, và sau đó thì nó đưa lên phía trên, nó sẽ làm cho phù nề cái vùng hầu họng, nó gây tắc nghẽn rồi thay đổi cái áp lực cũng như là cái hệ thần kinh giao cảm, và vì vậy nó sẽ làm tăng thông khí. Khi mà tăng thông khí như vậy thì nó sẽ làm giảm cái oxy ở giảm CO2. Giảm CO2 rồi thì bệnh nhân lại không có cái khởi động cái nhịp thở. Do đó mà bệnh nhân sẽ gì ạ? À, sẽ có những cái cơn ngừng thở ngắn để mà đủ cái CO2 kích thích trung tâm hô hấp làm việc, thì đấy là cái kiểu thở của Sennett-Stock mà cái việc điều trị nó khó khăn hơn rất là nhiều. Cái tần suất thì chúng ta thấy rằng là với các trường hợp mà ngưng thở tắc nghẽn thì nó chiếm khoảng độ 37 đến 26% tùy theo nghiên cứu và tùy theo cái giá trị cut-off.
Thế còn ngưng thở trung ương cũng từ 20 đến 23%. Thế còn lại thì chúng ta thấy khoảng độ 50% tổng chung ấy thì là có cái ngưng thở, có thể là trung ương hoặc là gì ạ, à, tắc nghẽn. Với cái Sennestock thì người ta thấy rằng là người ta cũng đã nghiên cứu nếu như thở mà CPAP đơn thuần thì có vẻ nó không phù hợp cho các trường hợp mà suy tim mà có ngưng thở trung ương, có cái kiểu gọi là rối loạn nhịp thở kiểu Sennestock, và người ta đã nghiên cứu để tạo ra cái máy gọi là Autoservo, tức là có thể là gì ạ, thay đổi điều chỉnh cái áp lực mà tùy theo cái mức độ tắc nghẽn và cái biên độ thở của người bệnh. Chúng ta để ý đây là cái kiểu thở Sennestock rất là điển hình, bệnh nhân thở nhanh tăng dần về cả về tần suất và biên độ. Thế sau đó thì khi mà cái nồng độ CO2 trong máu nó giảm xuống thì bệnh nhân sẽ gì ạ, giảm dần cái tần số biên độ và đến khi mà có cái cơn ngừng thở trung ương. Khi cơn ngừng thở trung ương xuất hiện thì cái CO2 nó sẽ ứ động đến một mức nào đó thì nó sẽ tăng cao lên và nó tác động lại cái trung tâm hô hấp và bệnh nhân lại khởi phát một nhịp thở giống tương tự như vậy. Thì đấy là cái kiểu thở Sennestock. Và đối với Autoservo thì người ta sẽ gì ạ, điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh cái EPAP, ở đây là cái mức cơ bản, tức là cái backup rate, cái máy nó sẽ tự động tính ra cái backup rate là bao nhiêu. Thì sau khi mà như vậy chúng ta sẽ cài đặt được. Nếu như bệnh nhân mà gì ạ, à, mức độ thở thở gọi là cái biên độ thở mà thấp ý, thì cái EPAP này nó sẽ tăng lên. Khi mà biên độ thở cao thì EPAP nó giảm xuống, tức là gì ạ, à, điều chỉnh bên cạnh cái CPAP mà EPAP mắc mà chúng ta cài đặt ở trên. Thế và tôi tính theo cái áp lực mà hỗ trợ cho người bệnh. Thế thì đấy là cái cách để người ta có thể tối ưu hóa, nhưng cái hiệu quả đến đâu thì chúng ta thấy là gì ạ, hiệu quả không được như mong muốn. Đây là cái khi mà chúng tôi tham khảo cái khuyến cáo của bề bên tim mạch ấy, đăng trên tạp chí Circulation năm 2017, thì chúng ta thấy rằng là những trường hợp mà bệnh nhân muốn dự phòng tiên phát ấy, thì chúng ta thấy khi mà thở CPAP nó sẽ giúp làm kiểm soát huyết áp tốt hơn cho người bệnh, cũng như là cải thiện kháng insulin. Cái việc mà tuân thủ điều trị tốt ấy, nó sẽ giúp phòng ngừa các cái biến cố có liên quan đến tăng huyết áp này, cũng như là xuất hiện các cái biến cố về tim mạch khác ở những trường hợp bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn mức độ trung bình và nặng. Nhưng mà gì ạ, việc thở CPAP không giúp cái giảm cân và cái gọi là giảm cân cho người bệnh, cho nên là gì ạ, không dựa vào cái CPAP để mà quyết định về cái việc giảm cân. Tiếp theo nữa là phòng ngừa thứ phát, ở đây thì vẫn là những trường hợp mà có ngưng thở tắc nghẽn, chưa đến cái phần mà khó khăn phức tạp hơn, thì cái điều trị về CPAP ấy, nó sẽ giúp cho cải thiện cái việc chúng ta kiểm soát huyết áp tốt hơn. Trong đó thì có cái việc là chúng ta thấy là gì, kiểm soát cả ban ngày và ban đêm khi bệnh nhân ngủ. Đối với trường hợp mà bệnh nhân đã có bệnh lý về mạch vành hoặc là đột quỵ não trước đây rồi đấy, thì điều trị CPAP không cải thiện cái thời gian sống thêm, nhưng mà gì ạ, khi mà tuân thủ điều trị nó sẽ làm gọi là gì ạ, làm giảm cái tần suất xuất hiện biến cố mới trong tương lai cho người bệnh. Thế mà gì ạ, bên cạnh cái việc đó thì nó sẽ giúp được cải thiện chất lượng cuộc sống, cái tinh thần, cái sắc thái, cũng như là cái khả năng làm việc của bệnh nhân sẽ được cải thiện nếu như mà người ta có thở CPAP. Nhưng xin nhắc lại, đây là đối với ngưng thở tắc nghẽn. Bệnh nhân suy tim thì sao? Thì với thở CPAP ấy, thì nó sẽ dẫn đến nó sẽ gì ạ, không giúp cho kéo dài cái thời gian sống thêm cho người bệnh. Đấy là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Một cái nghiên cứu ngẫu nhiên nhưng mà cái cỡ mẫu nhỏ thôi thì cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Việc điều trị cái ngưng thở tắc nghẽn ấy, nó sẽ giúp ngăn ngừa cái xuất hiện cái rối loạn nhịp tim kiểu rung nhĩ. Đây là cái phần phức tạp nhất đối với các trường hợp mà bệnh nhân tim mạch suy tim mà kèm theo ngưng thở, và như là ngưng thở ở đây là ngưng thở trung ương và cái kiểu thở Sennestock. Thế thì đây là cái khuyến cáo mà chúng tôi cho rằng là rất là thận trọng. Trong các trường hợp mà bệnh nhân có suy tim mà kèm thêm có cái ngưng thở trung ương và Sennestock ấy, thì cái thở CPAP này không giúp cải thiện thời gian sống thêm. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cần phải theo dõi hết sức là sát sao và đánh giá cái hiệu quả cũng như là các cái biến cố không mong muốn. Việc thở mà đây là cái nghiên cứu mà dùng cái mode gọi là Autoservo đấy, chúng ta thấy là gì ạ? Cái tỷ lệ tử vong và có liên quan tim mạch ấy, tăng lên ở cái nhóm mà được sử dụng bằng cái liệu pháp Autoservo, tức là thở thông khí mà có cái áp lực nó điều biến theo cái mức độ mà biên độ thở của bệnh nhân ấy. Do vậy mà gì ạ, cái kiểu thở này
không được khởi đầu điều trị cho trường hợp bệnh nhân suy tim mà phân suất thông máu dưới 45%, và cái chủ yếu là cái cơn ngưng thở trung ương. Thì đấy là cái khuyến cáo mà chúng ta hết sức là lưu ý như vậy. Thì đấy là một số điểm liên quan đến ngưng thở ở bệnh nhân tim mạch. Thì em xin có ba cái điểm kết luận sau đây. Thứ nhất là cần chủ động tầm soát cái ngưng thở khi ngủ cho các bệnh nhân tim mạch, bởi vì quần thể bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì có cái tỷ lệ mắc ngưng thở khi ngủ cao. Thứ hai nữa là cần khám phát hiện sớm những biến chứng tim mạch khi mà chúng ta có phát hiện được bệnh nhân là bị ngưng thở khi ngủ. Và nếu bệnh nhân có ngưng thở khi ngủ và bệnh lý tim mạch kèm theo thì chúng ta cần phải điều trị đồng thời cả hai, nhưng mà cần phải theo dõi và điều chỉnh cho nó phù hợp. Phần trình bày của em đến hết, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe.